bài tin mừng hàng ngày, bài suy niệm hàng ngày. Sống theo lời Chúa TV. Ngày 3 tháng 4, thứ tư tuần Bát Nhật Phục Sinh. Hai ông đã nhận ra người lúc bẻ bánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmau, cách Jerusalem độ 60 dặm. Dọc đường, các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói chuyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ. Nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra người. Người hỏi: các ông có chuyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy? Một người tên là Leopat trả lời: có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Jerusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay. Chú hỏi: việc gì thế? Các ông thưa: sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nazareth. Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp người để xử tử và đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi vẫn hy vọng người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra, nay đã đến ngày thứ ba rồi. Nhưng mấy người phụ nữ trong nhóm chúng tôi quả thật đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mộ từ tảng sáng và không thấy xác người. Họ trở về nói đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mộ và thấy mọi sự đều đúng như các lời phụ nữ đã nói, còn người thì họ không gặp. Bấy giờ người bảo họ: ôi kẻ khờ dại, chậm tin các điều tiên tri đã nói. Chớ thì Đấng Kitô phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao? Đoạn người bắt đầu từ Mô-xê đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời kinh thánh chỉ về người. Khi gần đến làng hai ông định tới, người giả vờ muốn đi xa hơn nữa, nhưng hai môn đệ nài ép người rằng: mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Người liền vào với các ông. Đang khi cùng các ông ngồi bàn, người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra người. Đoạn người biến mất. Họ bảo nhau: phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sáng lên trong khi người đi đường đàm đạo và giải thích kinh thánh cho chúng ta đó ư? Ngay lúc ấy, họ trỗi dậy trở về Jerusalem và gặp 11 tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Các vị đó bảo hai ông: thật Chúa đã sống lại và đã hiện ra với Simon. Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra người lúc bẻ bánh như thế nào. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện trong mỗi bữa cơm gia đình. Hai ông đã nhận ra người lúc bẻ bánh. Theo thầy Giêsu để tìm chút công danh, nhưng thầy đã bị giết chết. Hai môn đệ buồn lòng rũ áo từ quan nhất thời, dắt nhau về làm vườn dân vạn đại. Đang trên đường về Emmau, Chúa Giêsu làm khách bộ hành cùng đi với các ông. Các ông tâm sự về nỗi thất vọng của mình, nhưng Chúa Giêsu dùng lời kinh thánh mà giải thích cho các ông về Đấng Phục Sinh và kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Chiều tối, hai ông mời Chúa ở lại và họ đã nhận ra Chúa Phục Sinh lúc người bẻ bánh. Chúa cũng đang mời gọi các gia đình hãy tin vững vào lời Chúa là lời chân thật, lời yêu thương, lời bền vững, lời dẫn chúng ta đến cõi sống muôn đời. Bởi lời Chúa là chính Chúa, lời đã hóa thành nhục thể, thành con người
thành hiến lễ cứu độ trên thánh giá, và còn ở lại với trần gian cách huyền diệu trong thánh thể. Lời Chúa sẽ thắp lên trong ta niềm tin, sẽ làm bừng lên trong ta niềm yêu mến, và sẽ làm cho ta vững vàng niềm trông cậy. Thánh thể Chúa sẽ bồi dưỡng linh hồn ta đủ sức mạnh chiến đấu trong cuộc đời, và nhất là đủ sức mạnh để ta có thể sống bí tích thánh thể giữa đời, là bẻ tấm bánh đời mình ra mà chia cho người sự sống, bình an và hạnh phúc. Ước gì các gia đình ngộ ra khi nghe và thực hành lời Chúa, kết hiệp với thánh thể và bẻ tấm bánh đời mình ra, thì các gia đình đã gặp đấng phục sinh, sống sức sống phục sinh, và loan báo tin mừng phục sinh cho người, cho đời. Ông Tư hay nói linh tinh, mỗi bữa cơm gia đình là một lần gặp được đấng phục sinh. Hãy nhớ đến những hy sinh của nhau để cả nhà có cơm bánh cá thịt mà hưởng dụng, cho đặng sống ở đời này và sống lại ở đời sau nữa, cả nhà mình đừng quên. Lạy Chúa, xin cho các gia đình nhận ra tình Chúa khi sống với lời Chúa, với thánh thể và trong bữa cơm gia đình. Amen. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, từ trong cõi chết Người đã sống lại thật rồi, như lời Người đã phán. Ngôi mộ quá khứ của loài người đã trống trơn, cánh cửa nước trời đã mở toang với ngàn hào quang sáng loáng. Dòng suối cứu độ của lòng xót thương đã tẩy sạch tội nguyên và xóa án từ ngàn đời. Xin tạ ơn Chúa Giêsu phục sinh, xin dẫn chúng con về hưởng dòng suối cứu độ. Chúa đã sống lại thật rồi, xin cho chúng con được sống lại với Chúa để được hưởng sự sống đời đời trong nước Chúa. Amen.
xin thôi.